Hôm nay mình lại lục được thêm một số đóng car nữa nè. Còn đây là cái banner đầu tiên mình nhận được sau khi mình đập một số loại rồi. Chỗ này bán ship mình không thích lắm, nhăn nheo tùm lum hết. Nên bạn nào biết chỗ uy tín thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Mình lựa cái loại trong này trang trí cho nó dễ thôi. Mai mốt mình sẽ trang trí đủ các size của banner luôn. I wanna car mình để sưu tầm thôi chứ không có check nhượng đâu nha. Bye bye.